ngày thứ 12 chiến sự Ukraine tranh cãi về hành lang nhân đạo của Nga. Moscow đề xuất mở đường sơ tán cho người Ukraine đến Nga và Belarus, nhưng Kyiv phản đối đề xuất này và yêu cầu quân đội Nga ngừng bắn. Bộ Quốc phòng Nga thông báo hành lang nhân đạo được mở trong ngày 7 tháng 3, trong đó dân thường sẽ được tới Belarus hoặc Nga. Quân đội Nga cho biết quyết định ngừng bắn và thiết lập lối sơ tán được thực hiện theo đề nghị cá nhân của Tổng thống Pháp cũng như tình hình hiện nay. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Ukraine cho rằng đây không phải lựa chọn có thể chấp nhận được, nhấn mạnh dân thường Ukraine không đến Belarus và sau đó đi máy bay đến Nga. Bà kêu gọi Nga đồng ý ngừng bắn để cho phép người Ukraine di tản về phía tây thành phố miền tây Ukraine. Điện Elysee sau đó tuyên bố rằng ông Macron không đề xuất Nga mở hành lang nhân đạo đến Belarus hay Nga. Ông cáo buộc Moscow đang thực hiện chiêu trò quảng bá. Kế hoạch sơ tán dân thường tại Mariupol vẫn không thể thực hiện khi các bên liên tục đổ lỗi cho nhau, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khiến hàng trăm nghìn người mắc kẹt trong cảnh thiếu lương thực và nước uống. Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Ukraine cho biết 40.000 người đã sơ tán khỏi Kharkov, thành phố lớn thứ hai nước này. Một quan chức Bộ Nội vụ nói rằng 4.000 người đang còn sơ tán khỏi ngoại ô Kyiv. Phái đoàn Ukraine đến Belarus tham gia vòng đàm phán thứ ba với các nhà ngoại giao Nga sau hai vòng đối thoại không mang lại đột phá. Quan chức Ukraine hối thúc Nga ngừng các cuộc tấn công, trong khi trưởng đoàn đàm phán Nga chỉ trích Kyiv cản trở hành lang nhân đạo cho cư dân sơ tán. Nhưng kẻ theo chủ nghĩa dân tộc tiếp tục giữ chân cư dân tại đó, ông nói cáo buộc rằng Ukraine lợi dụng dân thường làm lá chắn sống và gọi đây là tội ác chiến tranh. Các đơn vị Nga bắt đầu tập trung nguồn lực để tiến công vào Kyiv. Tại thành phố Irpin, ngoại ô phía tây Kyiv, các đơn vị xe tăng và bộ binh cơ giới Nga đang tiến về thủ đô, cũng như tìm cách tiếp cận khu vực phía đông Kyiv. Quân đội Ukraine thông báo đã giành lại quyền kiểm soát thành phố Chuhiv ở đông bắc đất nước, cũng như sân bay chiến lược Mykolaiv ở miền nam. Tuy nhiên, các tuyên bố này chưa được kiểm chứng. Khoảng 2.000 người dân đã sơ tán khỏi thành phố Irpin ở tây bắc Kyiv, nơi hứng chịu nhiều cuộc pháo kích dữ dội trong những ngày qua. Phát ngôn Điện Kremlin nói rằng Moscow sẽ lập tức chấm dứt chiến tranh quân sự nếu Kyiv ngừng kháng cự, điều chỉnh hiến pháp và tuyên bố trạng thái trung lập, cũng như công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và độc lập của các khu vực ly khai miền đông. Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cho biết ít nhất 406 dân thường đã chết và 801 người bị thương từ khi chiến sự bắt đầu, thêm rằng con số thực tế có thể cao hơn, số người phải rời bỏ đất nước để tránh chiến sự đã đến 1,7 triệu người. Ukraine cho biết nước này đã chịu thiệt hại 10 tỷ USD về cơ sở hạ tầng kể từ khi chiến dịch của Nga bắt đầu. Thủ tướng Canada thông báo lệnh trừng phạt mới nhằm vào 10 cá nhân, cáo buộc họ tham gia cuộc tấn công vô lý nhằm vào Ukraine, cho biết trong đó các quan chức cấp cao và cựu quan chức Nga, cũng như những nhà tài phiệt và người ủng hộ chính quyền Nga. Thủ tướng Anh công bố khoản viện trợ bổ sung 230 triệu USD cho Ukraine, cho rằng những người bạn của Ukraine còn thành lập liên minh nhân đạo, kinh tế và hỗ trợ phòng thủ. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE cho biết họ đã vận chuyển 30 tấn hàng viện trợ và vật tư y tế đến Ba Lan để chuyển sang Ukraine nhằm giúp giải quyết tình hình nhân đạo ngày càng trầm trọng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe